Sáng ngày 24 tháng 11 tại văn phòng khu phố Hòa Long, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lái Thiêu thành phố Thuận An tổ chức chương trình đổi rác tái chế lấy quà tặng. Tại chương trình, đông đảo chị em phụ nữ đã mang giấy báo, tập, vỏ chai nhựa, vỏ lon đã qua sử dụng đến đổi lấy các nhu yếu phẩm như nước tương, nước mắm, bột ngọt và các vật dụng trong gia đình như ly thủy tinh, túi vải, rổ để thay thế những vật dụng là túi ni lông, ly nhựa nhằm góp phần hạn chế thải ra môi trường. Đối với giấy, báo, tập, vỏ lon, chai, sau khi thu về sẽ bán để quyên góp kinh phí giúp đỡ hội viên phụ nữ khó khăn tiếp sức học sinh đến trường. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Lái Thiêu còn tuyên truyền hưởng ứng ngày pháp luật cũng như tháng hành động bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và hướng dẫn cài đặt mã định danh điện tử cho chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn.